Tối 20 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ nhất được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội. Dự lễ trao giải thưởng còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam và thế giới. Giải thưởng khoa học công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture là một trong những giải thưởng khoa học công nghệ thường niên có giá trị lớn trên thế giới, được trao bởi quỹ VinFuture ra mắt tháng 12 năm 2020. Quỹ VinFuture do ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn VinGroup và phu nhân sáng lập. Hệ thống giải thưởng gồm có các giải thưởng chính VinFuture Grand Prize trị giá 3 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 70 tỷ đồng, là một trong các giải thưởng thường niên lớn nhất từ trước đến nay trên toàn cầu. Cùng với giải thưởng chính, VinFuture còn có 3 giải đặc biệt, mỗi giải 500.000 đô la Mỹ gồm giải thưởng cho nhà khoa học nữ, giải thưởng cho các nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển, giải thưởng cho các nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố vinh danh và trao giải thưởng dành cho nhà khoa học nữ cho giáo sư Zhenan Bao, người Mỹ gốc Trung Quốc, với công trình nghiên cứu các vật liệu điện tử hữu cơ có đặc tính của da người. Giải thưởng cho các nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển thuộc về hai vợ chồng người Nam Phi, giáo sư Salim Abdulkarim là chồng và vợ là Quraysa Abdulkarim, với công trình nghiên cứu giúp ngăn nguy cơ lây nhiễm HIV và giảm gánh nặng bệnh AIDS. Giải thưởng cho các nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới được trao thuộc về giáo sư Omar Yagi, người Mỹ gốc Jordan, với công trình tiên phong khám phá ra vật liệu khung cơ kim MOPS. Đặc biệt, thay mặt ban tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao giải thưởng chính VinFuture Grand Prize cho ba nhà khoa học Kathleen Carrico, Drew Westman, Mỹ và Peter Kulis, Canada, với công nghệ mRNA mở đường tạo ra các loại vaccine ngừa COVID-19 hiệu quả. Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, hai năm qua, nhất là trong thời khắc khó khăn nhất của dịch bệnh, cả nhân loại đã đặt niềm tin, hy vọng và trông chờ vào các nhà khoa học để tìm ra vaccine, thuốc chữa, phòng chống COVID-19. Cả thế giới biết ơn, ngưỡng mộ các nhà khoa học, những người đã thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Thủ tướng đánh giá cao và ghi nhận tập đoàn VinGroup đã nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển quỹ VinFuture. Sứ mệnh của giải VinFuture chính là cổ vũ và tôn vinh những nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc, mang tính ứng dụng cao, kiến tạo môi trường sống bền vững cho các thế hệ tương lai. Thủ tướng mong muốn, truyền thống yêu chuộng hòa bình, nhân ái, trí tuệ của dân tộc Việt Nam được tỏa sáng trong mỗi doanh nhân Việt Nam để xây dựng đất nước phát triển và thực hiện trách nhiệm, lan tỏa giá trị tốt đẹp với cộng đồng quốc tế.